Hồi nãy em nói cái đây, cái chậu đây là bao nhiêu tiền? Dạ, chậu đó là 90 à. À, 90 nghìn. 90 ngàn là cái bông không á, à. Còn cái chậu là thế. À, là bông thôi. Dạ. Nên mình mua luôn cái chậu đó là hết là bao nhiêu tiền? Dạ, 150 anh. À, một... Đây, quay cái hoa xin bé rồi. À, đó. Đó, em chỉ rồi. À, cái hoa á. Tết đúng không? Dạ. Nói chung mà vừa chơi vừa bán. À, vừa chung chơi mà... vừa, vừa bán luôn. Dạ. Cái bữa bông hồng đẹp lắm mẹ, giờ bông hồng nắng quá nè. Ừ. Như ví dụ cây mai này và cái mùa Tết đó em là bao nhiêu tiền? Đây nè, như cái này nè. Em không đành lắm đâu. Không đành hả? Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay thì Phương sẽ rong ruổi những con đường làng quê đó bà con các bác anh chị. Phương đang đứng ở xã Diên Phước, Hương Lộ 39, Diên Khánh, Khánh Hòa bà con các bác anh chị. Bây giờ Phương sẽ đi dọc dọc cái con đường Hương Lộ 39 cho bà con các bác xem ha. Giờ này thì 8 giờ rưỡi bà con các bác anh chị. Bây giờ Phương mời bà con đi, cô bác đi với Phương ạ. À. Phía bên này cũng có một cái con hẻm đường đất vô nè. Phương nghĩ trong đây là cũng có nhiều nhiều vườn trái cây đó. À, bên đây có một cái bảng chỉ đường núi thơm Hương Lộ 39 nè bà con cô bác anh chị. Phía bên này có một cái tiệm phở này, bún bò này. Đây cái tiệm Cô Liên, phở xương, bún bò, nạm giò, bún riêu nữa ha. Giờ này là xong rồi ha, nhà mình bán xong rồi ha. À, chưa hả, giờ này vẫn còn hả? Ủa bán cả ngày luôn hả? À, tiệm, chào chị, tiệm mình bán cả ngày luôn hả? Dạ, quay cho bà con có bác khán giả xem đó mà. Quay cho khán giả xem làng mình. Quay đi, quay đi, quay đó. Đó Phương, Phương tới Phương quay, Phương hỏi thử. Ủa chị bán là bán cái ngày luôn. Ngày nào chị cũng bán ở đây. Ngày nào có ngày nào nghỉ không? Mời là nghỉ chứ. Mời là nghỉ hả? Ngày rằm rồi chị cũng bán chứ. Rằm cũng bán luôn. Dạ, ngày rằm bán ha. Chị bán là đủ thứ món luôn ha. Chị bán lộn, chị bán là đỡ Phương quay cái tiệm của chị nè. Thôi em chào chị nha. Quán Cô Liên, à, cái đó số điện thoại này. Khách ở đây đa số là hình như là chắc là khách trong làng hơn đúng không em? Dạ. Khách ở đây là khách trong làng đây ăn nhiều ha. Ở đây Phương thấy những căn nhà đất rất là rộng và còn cho các anh chị. Phía bên này Phương thấy một chỗ bán xay ha. Bán xay nè, bên quán cà phê. Bên này có bán hoa lan nữa nè. Không biết đã Phương hỏi thử em ơi. Em cho anh hỏi là anh mua xay đó. Lâu lắm rồi Phương lại thấy xây rồi ha, cũng lâu quá chưa ăn lại bà con cô bác anh chị. Em ơi,
xây bán lạng bao nhiêu một lạng vậy? 15.000 một lạng hả? Này xây anh thử một trái coi thử nó ngọt được không? Nó ngọt không? Đó Phương xin thử một trái. Ngon lắm. Giờ Phương em mua 2 lạng. Em ơi, bán cho anh 2 lạng hả? Chua chua ngọt ngọt thôi mà con có bán anh chị. Ủa, chay này mà ở đâu vậy em? Bình Định. À, Bình Định hả? Con mua 2 lạng. Hình như em cho anh hỏi là có loại cái xay mà anh thấy cái loại xay lớn nữa, cái xay mà trái nó lớn đó, nhưng mà không ít thấy lắm. Em bán đây lâu chưa? Lâu rồi hả? Ủa một rổ to gì mà bán khi nào mà hết em? Nửa tháng hả? Thì mình để gì đâu có hư đâu đúng không? Ừ, mình giữ nó là nó không hư ha. Rồi, lâu quá rồi Phương vừa ăn lại say ha. Phía bên này thì Phương thấy là hình như em bán cái gì đây? Mì, đây là muối ớt, ăn bơ. Rồi cho anh gửi tiền ha. Phía bên này thì em cũng làm tóc mà vừa làm đẹp mà vừa bán thêm cái này đó. Anh gửi tiền ha, 2 lạng ha. Cái này vui vui ngồi ăn cũng vui lắm bà con cô bác anh chị. Xay nè. Đây em. Ủa anh thấy bên đây cũng bán lan nữa nè. Lan nhà mình bán hả? Rồi sẵn đây thì Phương sẽ qua hỏi lan ha. Tại Phương thấy lan rất là nhiều nè. Rồi chào em ha. Lan nè, hình như là em cũng bán nó luôn á bà con có bán chị. Phía bên này là quán cà phê mà phía bên này Phương không thấy ai hết. Là Phương quay nhiều chậu lan ha. Là Phương hỏi đi. Em ơi, chào em. Anh đi trên đường đó, anh thấy cái tiệm của mình bán lan nhiều quá ha. Đây là em bán bao nhiêu một chậu? Tùy loại đó. À, tùy loại hả? Loại này là 90 ngàn. À, 90 ngàn. Loại này là 70. Cái loại này chắc mắc tiền đúng không em? Là vàng vàng nè. Loại đó bao nhiêu tiền? Hồi nãy em nói cái này, cái chậu đây là bao nhiêu tiền? Cái chậu đó là 90 à. À 90.000. 90.000 là cái bông không á? À. Còn cái chậu là thế. À là bông thôi. Dạ. Nên muốn mình mua luôn cái chậu đó là hết là bao nhiêu tiền? Là 150 à. À 150. 150. Phương thì không rành lan đó. Dạ. Nhưng mà tên chắc em biết các tên các loại lan đó. Dạ đây là lan Hồ Điệp. Hả? Lan Hồ Điệp. Hồ Điệp. Dạ. Cái lan này có dễ trồng không? Dạ dễ. Cái này là em trồng luôn cái gì? Dạ không, mình mua. Kỹ thuật là luôn, em làm luôn chỗ khác. Mình mua chỗ khác xong về mình trồng vô lại mình bán. À, mua chỗ khác. Dạ. Mình nhập á, nhập từ chỗ khác. Nhập xong nếu mà bán không hết thì em cũng đỡ dạ, đợt đỡ sau. Chơi, đỡ chơi. Đỡ chơi. Là vừa chơi mà coi như là em vừa chơi mà ai thích mua thì em bán luôn ha. Dạ. Em cũng
chơi rồi ai mua thì bán luôn. À, em có rảnh không, anh hỏi một chút xíu về loại lan. Em không có làm lắm, có chị không kia à. À, chị kia hả? À, cái chị kia là bé là chiên bén đó làm. Ừ. Phương thấy bên đây có một cái chậu rất đẹp này. À. Em ơi, cái hoa này đó, ví dụ mình dễ trồng không? Mình dễ săn sóc không vậy? Dễ dễ. Như anh thì không rành ha. Mong khán giả cũng thông cảm đó, nhiều khi Phương quay, nhiều khi Phương cũng hỏi, nhiều cái cũng ngớ ngẩn. Không dễ trồng lắm hả? Dạ. Cái này có một cái hoa, như cái chậu này cũng đẹp nè. Cái chậu này bao nhiêu tiền chậu em? Vậy chậu đó trăm mấy á. Hả? Trăm mấy á. Một trăm mấy. Dạ. Ví dụ nhà anh cũng có một cái loại lan đó, anh ghép vô cái cây dừa đó mà ra bông quá trời. Như ví dụ cái này mình ghép vô cây dừa nó có mạnh phát triển không em? Em không có rành lắm. Hả? Em không có rành lắm. À, em không có rành lắm. Nhưng người chơi lan nhiều người ta mới biết không? À. Phía bên này nữa nè. Dạ. Ồ, phía bên này em. Bên này kêu bằng cái gì ta? Hoa cái gì? Sen đá. À, sen đá. Dạ, sen đá. À, sen đá có hoa không em? Dạ có chưa. Hoa đẹp không? Dạ đẹp. Đây, quay cái hoa sen đá nè. À, rồi. Đó em chỉ hả? À, cái hoa. Đây hả? Hoa. Đúng không? Hoa đây nè. Mấy bữa tết đây nhiều lắm. Này bây giờ que cái đợt đó nè. Đây là cái này cũng đẹp nè. Dạ. Bên đây em cũng bán lan nữa bà con cô bác anh chị. Ví dụ ở đây cái cây mà mắc tiền nhất là bao nhiêu tiền em? Cây mắc tiền nhất là bao nhiêu tiền? Em bán bao nhiêu tiền? Em bán theo giá cả thị trường á, nói chung là giá rẻ. Ừ. Chứ không thể mắc được. Ừ. Không, anh nói là hiện tại ở đây thôi chứ anh không nói đi chỗ khác. Ví dụ ở đây cây nào mà em bán ở đây là mắc tiền nhất? Mắc tiền nhất không? Ừ. Anh thấy cái chậu trong cũng đẹp nè. Dạ, 90 á, 90 là mắc tiền nhất á. À, 90 dạ. Hả? 90 là cây nào đâu? Ủa, 90.000 là mắc tiền nhất hả? Dạ. À, chưa tính chậu đúng không? Dạ, tôi tính chậu á. Đây nè, 90.000 là cái ngồng nó cao quá nè. Đó, 90.000 là cái hoa tím đó hả? Dạ, cái ngồng nó cao. Nói chung là cái này là tính theo cái ngồng á. Ừ. Ngồng cao thì nhiều tiền à. Phương tính mua một cây về mà không biết Phương săn sóc như thế nào nữa. Chừng có gì một chút nữa, nếu mà anh dạ. Mua đó. Thì dạ. em chỉ anh sơ thôi nha. Dạ, lỡ chút em gọi chị đó lên. Thôi, tại giờ này chị đó chưa lên đó. Chị đó này hay bán hoa á. À. Tại đó là của chị. À. Em chỉ đứng bán cho chị đó. À, đứng bán thôi. Dạ. Chị đó nhiều lúc chị công chuyện là em đứng bán. Ừ. Ở dưới đây cũng có mấy cái hoa nhỏ nhỏ như đây nè. Như, dạ, dạ. Đó là 60.000 một chậu á. À, 60.000 một chậu. Đây cũng 90.000 luôn hả em? Đây cũng 90.000 luôn hả? Dạ. À, 90.000. Mấy bữa có bông hồng đẹp mẹ, giờ bông hồng ấy rồi. Không, anh quay bông hồng. Ở đây, ở thì sau anh thấy có cái vườn mai nữa nè. Dạ. Ở đây là trồng cũng rất nhiều mai bà con có bác anh chị. Em dẫn anh đi vô đây được không? Dạ được, ở nhà mà. Nhà em hả? Ờ, dạ. Ở đây đất rộng quá ha. À, mấy cái mai đây là nhà mình bán luôn hả em? Dạ dạ dạ, trồng để bán á. Ừ. Cái này là mình dưỡng lại để Tết đúng không? Dạ. Nói chung mà vừa chơi vừa bán. À, vừa chơi vừa bán luôn. Dạ. Cái bữa bông hồng đẹp lắm mẹ, giờ bông hồng nắng quá nè. Ừ. Như ví dụ cây mai này và cái mùa Tết đó em là bao nhiêu tiền? Đây nè, như cái này nè. Em không rành lắm đâu. Không rành hả? Vừa chơi đi làm rồi. Em,
Em nói là em không rành ha, bây giờ ví dụ khách tới khách mua, khách mua là em sẽ liên hệ số điện thoại cái người đó. Gì đó hả? Gặp trực tiếp. Không à, à hồi nãy quên hỏi em đó, em tên gì vậy? Dạ em tên Ly. À em tên Ly ha. Dạ. Em tên Ly, ở nhà mình cũng ở đây luôn. Dạ nhà mình cũng ở đây luôn. Nhà em rất là rộng bà con cô bác anh chị. Em cũng nhiệt tình đó, em bán hoa em cũng nhiệt tình chỉ vô cái sân nhà em trồng hoa là bà con có bác anh chị. Ủa sao hoa mà hoa hồng sao đã tàn hết vậy? Nắng quá anh à. Ờ, mùa này bữa ra hoa đẹp lắm. Này giờ anh quay là nó bị tàn hết rồi. Bữa ra hoa đẹp lắm. À. Quay cái đợt xong bây giờ chị đó chăm sóc lại xong rồi đó Tết bán lại. Cái chị mà bán hoa đó là dạ. Chị của em hả? Dạ dạ. À, chị em bán hoa. Bé có thấy cũng trồng nhiều nè. Cái này là Tết bắt đầu mình bán tiếp. Dạ. Tết bán tiếp. Nói chung là mình chăm sóc là Tết mình bán. Ừ. Ngày thường ai thích thì mình cũng bán. À. Bên này em trồng xương rồng nữa ha. Như xương rồng bên đây là có nhiều loại đúng không em? Dạ dạ. Em cũng trồng cũng bán xương rồng luôn. Xương rồng thì dở trồng rồi ha em ha. Dạ dạ dở trồng. Xương rồng thì dở trồng rồi có mấy chậu thì thôi. Trồng. Hả? Xiên đế là anh không có được tưới nước ở trên cái nhánh đó. À. Em nghe chị đó hướng dẫn là vậy á. Cái xiên đế là khó trồng hơn hả? Dạ. Cái xiên đế là mình trồng cát đúng không? Trồng cát. Ờ cát. Nhưng mà khi anh tưới nước á là tưới ở dưới á, dưới cái gốc của nó không được tưới lên trên. À. Lên trên là nó sẽ héo, nó sẽ hư. À ồ cũng khó ha. Nhưng mà tưới nước nhiều thì nó cũng chết đó. Dạ. Nó giống hình như nó giống như dạng sứ ha, khó dạ, hơn dạ. Trồng sứ đúng không? Sứ thì dễ hơn. Ừ. Thì đừng đợi mình tưới thì đừng đợi nó đọng dạ, nước thôi. Dạ. Ha. Anh quay mấy cái này nè. Mấy cái này em. À, cái này là cái gì quên là ta? Cái gì? Mày chủ quên rồi. Kêu bằng cái gì? Mày kêu lại cái gì ha? À bông súng. À bông súng bông hả? Chủ quán cũng quên mà chính Phương cũng không rành nữa. Bông súng á. Bông súng. Ồ cái mai này lâu rồi em ha. Dạ. Chắc mai này là trồng từ nhỏ đúng không hả? Đâu phải cành chiếc đâu hả em ha? Dạ trồng từ nhỏ. À, từ nhỏ. À, Phương đăng clip này lên đó, nếu mà khán giả mà có thích hoa lan đó thì tới đây mua ha. Dạ. Bán rẻ hơn chỗ khác đúng không? Dạ. À, em nói là bán rẻ hơn chỗ khác thôi bà con cô bác anh chị. Cái nào ví dụ cái nào dễ trồng chỉ anh một cây anh mua về anh ghép vô dừa được không? Tự anh không có thời gian cái này ghép vô được không? Chắc được á. Em không có rành lắm. Em rành sơ sơ về chút xíu được không? Ví dụ như anh muốn mua một cái cây này đi ha. Dạ. Cây này đi ha. Giờ anh mình tưới nước rồi mình có bón phân cái gì không? Có mua cái phân gì ta, có mua cái bị phân gì mẹ bữa chị nói á, em cũng quên rồi. Cũng quên rồi, em chỉ bán thôi. Dạ, em chỉ đứng bán à. Tại nói chung là chị đó rành về hoa hơn là em. Nếu khán giả mà có cần liên hệ thì ví dụ em đọc cái địa chỉ được không? Số nhà 14, Hương Lộ 39, Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Cũng dưới này cũng là dạ xiên đá. Xiên đá. Đây là cũng xiên đá hả hay là xiên? Đó là xiên rồng, xiên rồng. Em trồng ở đây ví dụ em bán bao nhiêu một chậu? Nói chung là tùy loại, 70, 80, 90, 150, 200. Ừ. Ồ có cây 200 luôn hả? Dạ có chứ. Cái bông nó đẹp không mà 200? Dạ đẹp. Bông nó to như tại cái đây là nó hết ra bông rồi, cái mùa Tết. Ra bông đẹp lắm. Ừ, ví dụ như cái chậu nào 200. Em chỉ biết nhớ giá thôi, chứ kỹ thuật là em không rành. Dạ, kỹ thuật là em không rành nữa. Như cái chậu nào 200 đâu?
Lấy cái đậu ở đây nè. Nói chung là xiên đét càng bự là càng mắc tiền anh. Ê, chắc là đây được ha. Dạ, 180-200 hả? Ờ, hoa, cái hoa nó to không em? Nói chung là hoa nhỏ nhỏ. Rồi nó ra nhiều nhánh đó. À. Ra nhiều nhánh giống như cái cây hoa mà nãy anh dòm á. Ừ. Đó. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Bây giờ anh cũng mua một chậu ha. Ủa bên đây là em bán cái thêm cái gì nữa? Dạ bán xiên que. À xiên que bán hình như là buổi chiều thôi ha. Không em bán sỉ không, buổi cho, chiều. À, sỉ cho khách đỡ xiên lỉ á. À bán sỉ cho khách xiên que. Em Phương nhìn vô tủ lạnh rất là nhiều nè. Tủ lớn không bà con có bác anh chị. Rồi bán cà phê nữa ha. Ồ bán đủ thứ hết trơn nha. Vừa bán cà phê, bán xiên xiên que. À, mấy cái tủ của em nè. À, em bán cái này nữa. Cái này là cái gì em? Cái hạt cảo. À, hạt cảo. Em bán. Đây là mình bán ra kêu bằng bán sỉ luôn á. Bán sỉ luôn ha. À, em bán sỉ. Ví dụ như mà anh đăng clip này lên đó. Nếu mà khán giả em bán sỉ những cái mặt hàng như thế này đó, nếu mà họ cần liên hệ xin cái số điện thoại của em được không? Yeah. Xin điện thoại bàn cũng được. Hả? Thế nhiều khi ví dụ người ta cần mua là sao? Ồ, em bán cũng nhiều ha. Ồ, cái đây là cái gì ta? Xúc xích phô mai. Em cũng đã sẵn đây rồi, nếu mà ai mà mua lẻ thì em có bán không? Ví dụ lẻ bao nhiêu ký rồi em mới bằng giá sỉ luôn. À bằng giá sỉ luôn. Bao nhiêu ký là em mới bắt đầu em mới ví dụ mà người ta cần ship á, em có ship không? Có. Ship mà bao nhiêu km là em bắt đầu mà ship? Em nói chuyện đi điểm không à? Đi điểm. Em làm ha. Anh cảm ơn em rất nhiều ha. Phương cũng mới hỏi em xong, em cũng nhiệt tình đó. Chị rất lời ho. Bây giờ Phương sẽ đi tiếp con đường này ha. Có cây mít ha, trái quá trời nè. Ở trên này là nhà, nhiều nhà đất rất rộng và không có bác anh chị. Ở đây thì vài chục mét thì có một cái quán ăn. Một con hẻm nữa nè. Bánh canh chả cá, chả lụa, cá dầm. Cái bảng nữa nè. Bên đây là cháo lòng má heo. Chào anh. Bán tiệm này hả? Cháo lòng má heo hả? Anh bán cháo lòng má heo. Giờ này bán hết rồi anh? Bán hết rồi tại anh nấu ít. Dạ, nấu ít ha. Ít là cỡ một cái son bự kia không? Hơn nữa à? Hơn nữa hả? Dạ. Này, này anh thuê cho cà phê ở nhà. À thuê. À, anh thuê cho anh em bán. Vậy anh là cũng có người ở Dương Khánh mình hả? Anh ở dưới Thành hả? À anh ở dưới Thành. Anh thuê lên đây bán được không anh? Mùa này bán được không? Sao nó ớ. Nắng nè. Dạ, nắng quá mà. Bán ớ. Dạ. Ở trong năm thì bán được. Dạ. Vậy cháo lòng của tiệm anh tiệm gì nè? Lý Hằng. Rồi đường gì? Đường lộ 39 ha. Ở Phương đang lên thì ai có tiện đường đó thì ghé tiệm má lòng mà má heo ha. Cháo lòng má heo. Cháo lòng má heo. Anh bán
30 ngày anh có nghỉ ngày nào không? Rằm mùng 1 là anh nghỉ. Dạ. Rồi với có công việc gì anh nghỉ. Dạ. Còn mấy là bán. Dạ. Anh bán giờ, anh bán buổi sáng thôi chứ đúng không anh? Sáng. Bây giờ mình không bán là mình ngủ vậy có 100 mấy tiền nhà rồi. Dạ. Còn buổi chiều anh có bán không? Buổi chiều nó nắng lắm. Dạ. Mệt thì đúng rồi, chiều mệt, hướng này nó nắng ha anh ha. Cho. Dạ. Có tầm 12 giờ là nắng đây rồi. Dạ. Cửa chứ đâu có dám mở cửa nó nắng chỗ vô. Dạ. Bán cho sáng đó nhiều giờ xong hả? Dạ. Giờ này thấy nóng rồi. Ở nhà mày sẽ phải bán được nhiều bán bán của anh đi làm chứ đâu phải. Dạ. Buông vô đây lấy dạ. Rảnh lúc nào thì mình phụ bà xã. Việc làm anh đi làm. Dạ. Thì phụ hồ rồi anh làm thêm. Dạ. Thôi anh làm việc ha. Nãy giờ quay trong kia hả? Dạ, em quay dọc vòng cái con đường của mình nè anh. Sáng đi sớm sớm quay quán cà phê rồi cho. Sáng với anh đi sớm. Ở đây ở cái này có buổi sáng cà phê đông vui lắm hả? Đông vui chứ sao? Ủa mình vậy là chị bán cà phê ở đâu? Chị nè. À, cũng nghỉ rồi. Giờ cũng nghỉ luôn chứ giờ có khách ăn nữa uống. À giờ còn ai nữa hết á. Ở trên đây là giờ này là nhà ai nó về đó hả anh? Nhà nó về à. Tầm 7 giờ 7 rưỡi là hết người rồi. Ai có việc làm là ta ăn ta uống ta cũng đi làm hết rồi. Dạ. Thôi chào ha. Dạ. Hẹn gặp lại anh nha. Ủa? Anh đi bộ anh đi quay hả? Đi bộ không à. Anh quay mới khán giả chi tiết cho khán giả xem chứ. Hả? Ừ. Ủa thấy đi bộ tội dữ hả? Thì lúc nãy đi quay mày đi góc mình anh đi. Thì đi mình chứ đâu đi hai mình đâu. Bữa em thấy anh quay ở dưới chợ Thành á. Vậy đó hả? Ồ nhận ra khán giả nhận ra Phương rồi. Hồi nãy anh đi lên này em hỏi là phải bên YouTube không á? À. YouTube thì vậy. Anh kênh nha anh Biển Xanh. Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh. À nói gì em chưa hỏi. À. Thì Phương cũng quay chợ Thành rồi chị này thấy Phương quay ở chợ Thành đó nhận ra Phương. Em nhìn nè, em bịt mặt lên nhìn, em nhận ra. Nhìn là biết rồi ha. Thôi chào nha. Dạ, dạ, bye bye anh. Thời tiết như anh vừa rồi mới nói đó bà con cô bác anh chị. Rất là nắng, nóng nữa. Phương đi ngồi chờ như thế này nè. Mong rằng những cái clip mà Phương đăng lên nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh và like cho Phương đó bà con các bác anh chị. Bên mình một tiệm nước mía. Người bán nước mía này. Bên này Phương thấy chị này bán đậu phộng. Đậu phộng này. Chào chị. Bán được không? Bán đậu phộng, chị bán đậu phộng này. Đậu phộng này chị cho em thử một miếng đậu phộng được không? Chào em bán tiệm này hả? Dạ, em thử đậu phộng chắc không? Chắc là đậu phộng chắc không? Đậu phộng tươi luộc lắm mọi người. Chắc thì có hả? Đậu phộng chắc mà tươi, đậu phộng tươi luộc á nè. Luộc bằng củi á. Bằng củi. Mềm hơn em anh thấy cái đậu phộng mà cái vỏ nó trắng bách là trắng lắm là đậu phộng khô nè à, khô khô á trái mùa là không có đâu người ta phải mua đậu phộng đó là ba bảy nữa à gì đó hả chị người ta luộc người ta vỏ giống như là thịt chua đồ á là trắng đi á còn đây đậu phộng nhà luộc lại rửa luộc lên nên cái màu nó hơi xấu một chút á đây Phương thấy cái đậu phộng màu vàng vàng ha là nó là luộc củi. Dạ. Bên kia bán me nữa nè. Dạ, đỡ Phương mua. Phương ăn không nhiều đó. Bán cho anh 10.000 đồng phòng nha. Dạ, rồi, thấy chỗ mấy chỗ Phương ai đi mua đó. Thấy 10.000 một lon. Mà bữa nay ở đây bán 10.000 ba lạng. 10.000 ba lạng. 10.000 ba lạng hả? Bên này bán me nữa nè. Ồ, me này là me gì chị? Me Thái hả? Me Thái. Ngọt không ha? Cho em thử miếng nữa. Thử mà em không mua sao không? Không mua tùm lum. Sao quá thêm. À chị ha. Mì Thái. Đỡ thường mà Phương ăn thử cái mì Thái. Đây anh 10.000 được không? Dạ. Ô nhiều nhiều vậy? Dạ, 10.000 ba lạng. Có bán thêm không vậy? Dạ không. Trời. Không biết anh là được bán thêm.
Ồ 10 ngàn nè, mấy bữa Phương mua cái chỗ kia 10 ngàn chút xíu mà sao trên đây sao rẻ dữ vậy ta? Đây bán 35 ngàn, đây 35 ngàn ký nè. Mè cũng ngọt nữa. Ừ. Đây bán hàng chất lượng. Dạ. Tại ở nhà quê. Dạ. Thì bán được thôi, anh gặp ba khách mình bán lời 2-3 ngàn ký nè. Ngọt lắm. Còn xoài đây là xoài ở mình trồng luôn hả? Không, xoài này có giống xoài Campuchia nhập. À sờ đây sờ Campuchia. Mười bảy ngàn ký á nè. À 17 ngàn ký á. Còn bơ nữa nè. Dạ, bơ thì 35 ngàn ký. Giờ này bán được không? Dạ, hôm nay thì nắng bán được anh. Anh đăng lại, anh đăng lên là đâu bán không kịp luôn. Ở phía bên này là có chợ đúng không em? Dạ, chợ hả? Bơ gì chị? Bơ không tên nữa nè. Không. Cái bơ tiết ở sau á. Bơ tiết ở sau á. Bơ trước là bơ đua đua 25 ngàn. Dạ. Bán mận nữa nè. Mận. Mận giá 20 ngàn ký. Chị bán cả ngày luôn hả? Ngồi đây bán cả ngày luôn hả? Chiều ra chợ. Chiều chợ Vĩnh Phúc hả? Ủa? Ý là sáng mình bán chợ trong hộp đây nè anh nè. Xong đến chiều mới ra chợ tập trung. Ủa? Ở đây chiều mới có chợ. Thấy chợ thường thường bán buổi sáng hay sao? Dạ nhưng mà chợ ở đây là buổi chiều mới có chợ. À, chợ Dương Phước bán buổi chiều. À, ngộ quá. Ở đây buổi sáng chỉ có chủ yếu là chợ trong hộp đó. Bữa nào anh có dịp thì anh sẽ ghé cái chợ của mình nha. Dạ. Quay cho khán giả xem. Chợ nhà quê thì nó nhiều thứ lắm anh ạ. À. Chợ nhà quê em kể nha. Ngoài chợ là có cái bãi. Dạ. Nó chơi cái gì dân gian xưa thẻ nhiều rồi đó. Dạ. Gần đây không? Ngày đây theo đây. Tư tới mình tới ngày tư đây là kêu bằng ngày tư gì chị? Ngày tư bốc bà lá. À bốc bà lá. Ngày tư bốc bà lá. Thôi em gửi tiền ha. Ồ 10 ngàn thì nhiều quá. Ồ ngon ha. Dạ, ăn. Ăn thì ship luôn. Có ship luôn hả? Ở bên này có một cái tiệm bà né luôn nè. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn em nha. Thôi chúc chị bán nhiều trái cây nha. Ủa chị chè đó là chè gì vậy? Chè sâm bô anh, chè sâm bô. Sâm bô bô buồn gì á? Ở Đắk Lắk đúng không chị? Chè cá, sâm bô này chưa chè nè anh nè. Cái đó chín chưa? Đây là chè sâu nè. À. Sâm bô chơi đúng không? Dạ. Chơi. Cái này mấy ngày chín? Cái này mua về xong phải phủ đất đèn nữa. Phủ đất đèn cho nó nóng là màu chín hả? Sao mà chưa? À, cái này chị chín. Cái này mấy ngày chín chị? 2 ngày. 2 ngày là chín. Bữa này có khách mua nè. À, Phương tới là có khách rồi. Đang lên nhà bữa khách đông lắm á. À. Bà đã quýt nhiều ký em? 20 ngàn. 20 ngàn một ký quýt. 20 ngàn. Các bà này bà chủ bán bà nế bên này đúng không? Ừ, thấy bia bên này nè. Đây ha. Bên này có cái tiệm gì đó. Ủa anh ăn rồi. Thế bữa nào anh quay giùm cái quán của em nha. Không giờ này muộn rồi mà. Quán này buổi sáng khách đông không em? Khách đông hả? Thường thường ở đây là mấy giờ là đông nhất? Bắt đầu 7 giờ là đông nhất. À 7 giờ là đông nhất. Ở đây chắc đông một chút xíu rồi người ta đi làm thôi chứ ha. Đúng rồi, ta tấp nập đó, tiếng nữa. Làm ta vô tấp nập. Rồi ta đi làm. Ở đây em bán nhiêu một phần? Bà né. Bà né thì em bán 25 ngàn. 35 ngàn. 25 ngàn. Gồm có xíu mại, bò với trứng. Còn bán món gì nữa? Dạ bún bò. Bún bò. Bò nạm xương 25 ngàn. Cũng 25 ngàn. Dạ. Mì quảng cũng vậy. À có chung 25 ngàn hết. Đồng giá được. Ở đây miền quê mà. Dạ. À, đồng giá 25 ngàn. Cái tiệm của mình địa chỉ mấy? Dạ nó đây là ở tỉnh Lộ 39. À 39 ha. Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. Phương cũng đi trên đường Phương thấy
cái tiệm của em bán bò né đó, thì em cũng nói là vô quay giùm cho em thôi, Phương cũng quay luôn nè. Nếu mà em đi trên tỉnh lộ 39 đó thì ghé vô cái tiệm của em ha. Em bán cả ngày luôn hả? Dạ không, em bán 11 giờ trưa là à, 11 giờ trưa, ngày nào cũng bán hết. Rằm mùng 1 gì dạ, có bán không? Có. Bán luôn. Dạ. Bán liên tục tì luôn. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Loan. À Loan ha, bà chủ tên Loan. Rồi chúc em may mắn nha. Rồi, cảm ơn anh. Em nói là nếu mà bữa nào anh sẽ ghé ủng hộ ha. Giờ này cũng 9 giờ 15 bà con cô bác anh chị. Thôi chào ha. Dạ chào cô. Quà thì thấy cái chợ nhỏ xíu này, bên đường Phương sẽ qua cái chợ ở bên ha. Cái chợ nhỏ chỉ có 2 chỗ bán thôi. Này, bên đây là bán cá. Là chị này bán cá nè, cá tôm. Cái bên này bán rau củ. Ủa chợ mình buổi sáng chỉ có hai chỗ bán hả? Bán cá với bán đây chầm hổm chứ không phải chợ. Chợ chầm hổm. Hộp chợ buổi sáng thôi chứ hả? Chợ ngoài kia kìa. À chợ chính là kia. À ngoài kia, còn này ở nhà ta ngồi đây ta bán. Ở nhà bà đó. À đây là đất nhà chị. Vậy mà anh kia nói là chị qua đây cái chợ. Không, chợ ngoài kia kìa. À chợ ngoài kia. Kè hố nè. Cái cơm. Cái nục. Chắc giờ này cũng còn nghỉ rồi hả? Hay là bán cả ngày luôn? À, bán buổi sáng luôn. Chị râu này cũng bán buổi sáng thôi ha. Dạ, bán chút xíu. Dạ. Em quay cho khán giả xem làng đó mà. Làng xóm của mình rồi đó mà. Em quay chỗ này chỗ kia cho khán giả xem. Thôi chị bán nha. Nãy giờ Phương cũng quay con đường quốc lộ 39 bà con có bác xem đó. Bây giờ Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương sẽ tiếp tục mang lên bà con có bác xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.